Quyền Linh sửng sốt trước nữ TikToker tặng mẹ chồng sổ hồng trên sóng truyền hình. Tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu, nữ TikToker 28 tuổi khiến Quyền Linh suýt xoa ngưỡng mộ khi bất ngờ tặng mẹ chồng sổ hồng giá trị. TikToker Mai Mimi bày tỏ tình cảm với mẹ chồng bằng món quà khủng khiến Quyền Linh ngỡ ngàng. Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 390 do Quyền Linh và Kim Nhã dẫn dắt với sự góp mặt của bà Lý Kim Nhung, 52 tuổi, và Mai Mimi, 28 tuổi. TikToker. Trong cuộc trò chuyện với Quyền Linh, Mai Mimi trải lòng về tuổi thơ khốn khó của mình. Cô tâm sự ba mẹ ly hôn từ năm lớp 6 nên từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi đó, mẹ đi làm công nhân ở xa vì cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nữ TikToker kể, nhà tôi khi đó chỉ có mỗi cái giường thôi. Thiếu trước hụt sau. Đến cái ổ khóa tôi cũng không có tiền mua, phải lấy vải buộc lại. Trong khoảng thời gian đó, mẹ chỉ gửi tiền về cho tôi đóng học phí. Còn cá, mắm, rau là tôi tự kiếm. Từ nhỏ, tôi đã tự nuôi heo, đi cắm câu, giăng lưới để có cá đem ra chợ bán. Dù vậy, tôi cũng không có gì để buồn phiền ba mẹ hết mà chỉ biết cố gắng học hành. Trong khoảng thời gian học đại học, tôi bán hàng online. Đi làm thêm nhiều công việc, từ phục vụ quán ăn, quán cà phê, bán quần áo. Nữ TikToker trải lòng về tuổi thơ thiếu thốn. Phải tự kiếm tiền đi học khi được Quyền Linh hỏi ấn tượng đầu tiên về nàng dâu, bà Nhung khen Mai Mimi dễ thương. Có vóc dáng nhỏ nhắn, vừa gặp đã thấy cảm mến. Đặc biệt, khi nghe hoàn cảnh và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của con dâu, bà Nhung càng thương hơn. Trong khi đó, nữ TikToker có gần 700.000 lượt theo dõi chia sẻ cô ấn tượng về mẹ chồng là người rất hiền lành, thân thiện. Khi cô về làm dâu, mẹ chồng rất yêu thương, cưng chiều. Lúc mới về mẹ cưng tôi lắm, vì mẹ biết tôi đi học cũng có đi làm thêm. Sợ tôi cực nên về nhà là cơm nước chuẩn bị sẵn hết. Quần áo, giày dép mẹ cũng mua cho tôi. Khi tôi bị người ta đặt điều, nói xấu, chính mẹ là người đứng ra bảo vệ. Thật sự tôi rất xúc động và biết ơn mẹ, cô bày tỏ. Tại chương trình, bà Nhung dành nhiều lời khen cho Mai Mimi vì đảm đang, biết cách vun vén cho gia đình. Bà cho biết trong cuộc sống gia đình, mẹ chồng nàng dâu chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, bà chỉ buồn khi con dâu quá ham việc mà đôi khi quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Về phía nữ TikToker, cô cho biết bản thân được như ngày hôm nay là nhờ mẹ chồng, dù trải qua nhiều trắc trở nhưng vẫn được mẹ yêu thương và chấp nhận. Mai Mimi và bà Nhung chia sẻ cuộc sống gia đình tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Cuối chương trình, TikToker Mai Mimi bất ngờ cùng chồng mang một hộp quà. Bên trong là quyển sổ hồng dành tặng mẹ. Nàng dâu còn gửi gắm chân tình, đây là sổ đất mà con cùng chồng tích góp suốt một năm nay. Mơ ước lớn nhất của con là có thể xây lại nhà cho ba mẹ cho khang trang hơn. Con đã cất được cho mẹ căn nhà rồi, bây giờ con muốn có thêm món quà tặng mẹ. Đây là tấm lòng của vợ chồng con gửi đến mẹ. Con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con. Chứng kiến tình cảm tròn đầy của nàng dâu và mẹ chồng, Quyền Linh liên tục suýt xoa ngưỡng mộ. Nam MC cảm thán, trời ơi tặng nguyên cái sổ quá giá trị. Nhìn mẹ chồng là biết con dâu như thế nào. Hai người đều cười rất hạnh phúc. Đây là hình ảnh mà các cặp đôi trẻ phải học hỏi. Có nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Còn như cặp này là thương yêu nhau còn hơn cả mẹ con ruột. Hai mẹ con này nghe kể cũng thấy vui lây.